phép được yêu. Cho phép được yêu. Thưa quý vị và các bạn, rất cảm ơn quý vị khán giả đang ngồi trước màn ảnh nhỏ để đến với chương trình quen thuộc, đó chính là Cho phép được yêu. Bao cao su Tam Thớp, mỏng hơn để gần nhau hơn. Bao cao su Tam Thớp, mỏng hơn để gần nhau hơn. Chương trình Cho phép được yêu được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty Sunrise Media và được phát sóng vào lúc 22 giờ tối thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình ngày hôm nay có sự góp mặt của 4 vị phụ huynh cùng 4 chàng trai. Đầu tiên là mẹ Vân Anh, con Đức Huy, mẹ Sang Trọng, con Phong Khách. Thứ hai, mẹ An Nhiên, con Hải Nam, mẹ Vui Vẻ, con Sói Ca. Gia đình số 3, bà Minh Nhuận, con Phong Hào, ba Hiền Lành, con Nhí Nhảnh. Và cuối cùng, cô Phương Hồng, cháu Đình Linh, cô Phúc Hậu, cháu Dễ Thương. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã vừa làm quen với 4 gia đình. Và ngày hôm nay, thật là tuyệt vời khi chúng ta sẽ chào đón một nữ chính hết sức là xinh đẹp. Hãy cùng hướng mắt lên màn ảnh để theo dõi xem nữ chính ngày hôm nay, cô là ai. Xin mời. Ôi, xinh đẹp, quyến rũ và nóng bỏng là ba từ để miêu tả vẻ ngoài của cô bạn Nguyễn Giáng Tiên của chúng ta. Giáng Tiên, cô nàng 22 tuổi, cựu sinh viên đại học mở và hiện đang là tiếp viên hàng không cho hãng hàng không Vietnam Airlines. Ngoài công việc là tiếp viên hàng không, Giáng Tiên còn đang là gương mặt đại diện của một trung tâm fitness cực kỳ nổi tiếng. Trong học tập, Giáng Tiên đã xuất sắc giữ vững thành tích học sinh giỏi 12 năm liền. Quả là cô bạn xuất sắc đúng không nào? Là cô gái cực kỳ năng động và đam mê thể thao, đặc biệt là bộ môn gym. Giáng Tiên chia sẻ cô rất yêu thích tập gym. Thời gian rảnh, Giáng Tiên có thể dành cả ngày ở trong phòng gym chỉ để tập luyện. Cũng nhờ sự chăm chỉ và đam mê rèn luyện bộ môn này, Giáng Tiên từ một cô nàng mảnh mai nhỏ nhắn trở thành cô gái cực kỳ quyến rũ, sở hữu một thân hình đầy nóng bỏng với những số đo cực chuẩn. Trải qua 3 mối tình, Giáng Tiên có đủ trải nghiệm để đi tìm cho mình một người đàn ông trưởng thành, chung thủy và là một người đàn ông bản lĩnh, có tiền đồ. Cho phép được yêu sẽ là một sân chơi đầy lý tưởng để Giáng Tiên có thể đến để tìm cho mình một bến đỗ lý tưởng cho tương lai phía trước. Đâu à, chắc em không dám đứng gần nữ chính ngày hôm nay luôn á. Em cứ đứng đi, thậm chí là em đứng ở đâu cũng được, cũng sẽ luôn mà. Anh làm em bỗng thương quá. Thưa quý vị, đó là nữ chính ngày hôm nay quá là đẹp đúng không Tuyền? Dạ. Vậy khi còn chơi chơi gì nữa, hãy chào đón Giáng Tiên tại Cho phép được, yêu. Các chàng trai ơi, ơi, có đẹp không ạ? À? Đẹp, xuất sắc luôn. Rồi Tiên ơi, theo đoạn video clip thì khán giả dễ dàng nhận ra là Tiên đã có 3 mối tình. 3 mối tình đó đến với Tiên và kết thúc khi Tiên đã có một vóc dáng hoàn hảo như bây giờ chưa? Mối tình vừa kết thúc đây thì em đã có một vóc dáng hoàn hảo rồi. Anh tin rằng là do em. Không, do bạn bên kia. Do bạn bên kia? Có phải là bạn bên kia bị tác động bởi Tuesday? Yes. Trời đất ơi. Trời ơi. Tại sao vậy? Cái anh người yêu cũ của bạn Giáng Tiên ơi, sao vậy trời? Thiệt á. Đó là một câu hỏi cũng không thể nào trả lời được. Hay là gu anh ấy rất là mặn, thích thịt kho vịt hay là thích ba rọi hay là thích sao? Không ngờ trong 12 con giá thì có con Studio nó lộng hành quá. Ông cũng là duyên số. Vậy thì ngay bây giờ hãy cho chúng tôi biết là Tiên đến đây với ai. Dạ ngày hôm nay em tới đây với mẹ, chị mẹ và thím ạ. Hãy chào đón gia đình của Giáng Tiên. Let's go.
Dạ, Phương Hiếu và Tường Mập xin chào gia đình của nhà gái. Dạ, dạ. Chắc đây là mẹ rồi đúng không? Mẹ giới thiệu một chút về mình ạ. Đây là mẹ Giáng Tiên, Nguyễn Thị Kim Lượng, ở quê Phan Thiết. Quê Phan Thiết ạ. À. Mình đến đây với một cái mong muốn gì dành cho con gái của mình? Đến đây mong muốn là con gái mình có một cái tương lai tốt đẹp, với lại hạnh phúc, tìm được người yêu. Dạ. À, em là Hải Lý, em là làm nhân viên văn phòng á. Em đến từ Hà Tĩnh, em là thím của Tiên. Theo thím thì một người bạn trai tương lai, thậm chí là chồng tương lai của cháu thím phải có cái yếu tố gì quan trọng nhất? Sở thích của Tiên là, có nghĩa là thứ nhất là chiều cao, rồi tính tình hòa hợp với nhau và công việc ổn định. Tiên quan trọng chiều cao lắm hả thím? Đúng rồi, là vì Tiên cao hơn 1m7 cho nên là muốn tìm người nào nó cao hơn mình một xíu. Cho nó xứng. Dạ. Dạ, xứng lứa vừa đôi cho dạ. Nó trẻ đền duyên. Chắc có lẽ đứng kế Tiên nó là chị của Tiên đúng không ạ? Dạ, đúng rồi ạ. Xin chào tất cả mọi người, em là Mai, chị họ của Tiên. Dạ, không biết là đến với chương trình thì cái tiêu chuẩn một người em rể đối với chị là như thế nào ạ? Em cũng rất thích một em rể, có nghĩa là cá tính, vừa hiểu được Tiên và có được một cuộc sống cho Tiên ổn định là được rồi. Dạ. Dạ, rất rõ ràng. Cho phép được yêu. Bước vào vòng 1, sẽ có 4 từ khóa được các vị phụ huynh đưa ra để miêu tả tính cách hay điểm nổi bật của các con trai mình nhằm gây ấn tượng với nhà gái. Sẽ có một chàng trai phải dừng chân sau vòng này, cùng hồi hộp chờ xem nha. Dạ. Và bây giờ, xin mời mẹ Vân Anh hãy cho chương trình biết từ khóa để diễn tả về con trai của mình là gì ạ? Từ khóa cho con trai của mẹ Vân Anh là từ tệ, tệ. Dạ? Tệ. Tệ. À không nha, thậm chí là mình có thể nghĩ là anh này ảnh không có đối xử tệ với phụ nữ, ảnh không bao giờ tệ bạc với ai, ảnh không tham gia vào những tệ nạn. Ồ, hay đó, anh thích tiền tệ. Anh thích tiền tệ đó, thậm chí là anh có nhiều tiền tệ. Xin mời mẹ, tại sao lại là tệ và tệ gì ạ? Tệ ở đây á không có nghĩa là tồi tệ, cũng không có nghĩa là tệ nạn. Tệ ở đây có nghĩa là tiền tệ, ngoại tệ. Ngoại tệ. Vậy là ở nhà có rất là nhiều đô la hay euro? Dạ đúng. Tuy nhà mình thì không có kinh doanh ngoại tệ, nhưng mà nhà thì và có mở nhà thuốc. Vâng, thưa quý vị, tệ là ngoại tệ. Ngoại tệ này được tích lũy do công việc kinh doanh nhà thuốc mà ra. Dạ thưa chị, con trai chị năm nay bao nhiêu tuổi, làm nghề nghiệp gì, có tương lai ổn định hay không? Cháu năm nay 23 tuổi, cháu học về ngành dược. Năm nay là năm cuối ra trường rồi, đã tiếp quản cái nhà thuốc của gia đình. Sắp tới đây thì cháu tiếp tục kinh doanh và mở rộng thêm hệ thống nhà thuốc sang nhiều quận nội thành khác nữa. Bên cạnh đó thì cháu cũng rất là đam mê sân khấu, như là phim ảnh, kịch nói hoặc là ca nhạc. Và cháu có năng khiếu rất là giỏi về hát, cháu hát rất là hay. Và cháu cũng muốn thử sức trong cái lĩnh vực mới này, bên cạnh cái lĩnh vực mà gia đình truyền lại. Chị và gia đình cũng nên yên tâm, bởi vì cháu có một nghề nghiệp rất là ổn định, bên cạnh đấy lại còn có những cái nghề nghiệp phụ nữa. Thành ra là cháu có thể là sẽ lo lắng được cho tương lai của Giáng Tiên rất là tốt, rất là chu đáo, không để bên gia đình nhà gái phải lo lắng nhiều. Dạ, cảm ơn mẹ rất là nhiều. Bây giờ mời tiếp tục từ khóa của gia đình số 2. Dạ, xin mời mẹ An Nhiên, từ khóa mẹ đưa ra cho con mẹ là gì ạ? Từ khóa của con trai tôi là trầm. Trầm ạ? Dạ. Trầm, trầm âm. Trầm hương. Trầm ngâm. Trầm tính. Trầm tính. Yeah, một chàng trai trầm tính cũng khá là thú vị. Trầm mình dính nước. Trầm trồ. Không biết là cái từ trầm này có đúng như những lời mà MC vừa nói không ạ? Dạ mời mẹ. Thưa với chương trình là khi mà tôi đưa ra cái từ khóa trầm á, thì nó cũng bao hàm nhiều ý nghĩa lắm. Dạ. Ý nghĩa đầu tiên á là con trai của mình có một cái tính rất là trầm, hơi sống nội tâm. Nó là thanh niên nhưng mà lại thích trồng trọt, thích về sen đá đó. Cái ý nghĩa thứ hai mà mình muốn mang đến cho mọi người đó là trầm nó cũng là trầm hương. Đối với lại gia đình tôi, con trai hay là con dâu thì đều quý như nhau hết. Tôi đều coi các con như là trầm của mình vậy. Thưa chị, con trai chị năm nay bao nhiêu tuổi? Vâng, thưa chị, là con trai của em năm nay là 22 tuổi. Làm nghề gì chị? Dạ, cháu là người mẫu và đồng thời có kinh doanh thêm sen đá. Dạ. Và sắp tới đây thì là gia đình sẽ hỗ trợ cho bạn mở một cái quán cà phê sen đá. Wow.
Cô vừa nói em là trầm thì con không biết rằng em trầm như thế em đã trải qua bao nhiêu cuộc tình rồi. Nói về trải nghe cái nó nặng quá. Vì là khi mà thời đi học của bạn đó thì bạn có quen một hai bạn gái, thì theo mình nghĩ là cái mối tình học trò thì nó chưa có chín tới đâu, cũng giận hờn vu vơ rồi không thấy đến chơi nữa, rồi mình hỏi thì nói là chia tay thôi, chứ còn nói nghe trải thì chắc là cũng chưa có trải qua đâu. Theo con biết hết là thường những người con trai trầm tính ấy, thì là các bạn hay nhát gái một chút, thế thì con không biết là em có dễ gần với bạn gái hay không. Bạn này trầm thì thành ra là rất là gần gũi với mẹ. Tại vì như con biết là em Tiên là rất là thích về cá tính, nên là nếu mà trầm một chút ấy, thì liệu em có đồng ý hay không? Cái thường thường á, khi mà tình yêu nam nữ á, thì nó là âm dương, cái tính cách nó hơi khác nhau một chút, có khi lại là rất là hút nhau. Tiên thì thích sôi nổi, nhưng mà biết đâu khi mà gặp một người bạn trai trầm thì nó lại có một cái sức hút khác mà người ngoài chúng ta không thể hiểu được. Dạ thưa bố, Minh Nhuận, bố có từ khóa nào dành cho con của mình ạ? Từ khóa của bên tôi á là từ ôm. Ôm? Ôm à, ôm ấp, ôm chầm lấy, xe ôm, bia ôm, gối ôm. Ôm đồm. Tại sao lựa chọn từ ôm? Xin mời bố. Từ ôm là vì sở thích, vì con trai á cũng là học trường đại học cũng giam nhạc á, năm cuối. Con trai rất là mê đàn, cho nên là ôm đàn. À, à. Rồi còn một cái này nữa đặc biệt nữa là ôm phượt và ôm xe. Anh thích đi phượt lắm, anh rất là năng động. Ngoài giờ mà giờ anh rảnh đó, anh chạy shipper. Dạ thưa anh, con trai anh bao nhiêu tuổi à? Làm nghề gì à? Con trai tôi năm nay 23 tuổi, chưa ra trường, đang học đại học trường đại học quốc gia âm nhạc á, còn năm cuối. Dạ. Học âm nhạc và ngoài giờ thì chạy xe ôm. Vậy là liệu thu nhập của em có ổn định hay không chú? Giờ đó thì chưa có nói thu nhập được, bởi vì cái tuổi cũng còn trẻ đó. Con trai thì cũng có tương lai về quốc gia âm nhạc, ra trường thì anh trai cũng đi làm thì chắc cũng ổn định rồi. Chứ bây giờ là chưa có ổn định. Vậy chú cho con hỏi, đó là sở thích của em hay là do hoàn cảnh gia đình nên em phải kiếm như thế để trang trải? Vấn đề hoàn cảnh gia đình thì không có khó khăn. Dạ. Vì cái sở thích của em nó vậy. Rất là cá tính và cá tính đấy. Dạ vâng, năng động. Năng động, có người năng luôn, lúc nào cũng năng động thôi. Thích từ ôm này ghê. Thích từ ôm này và cũng rất là thích là em ôm đồm được nhiều việc. Dạ. Ngoài việc học nè, có thể tranh thủ đi làm thêm nè, có thể tranh thủ đi phượt nè. Dạ. Ôm đồm nhiều việc và cái người đó là đầy năng lượng. Chính vì đầy năng lượng mới có thể làm được nhiều việc, tận dụng thời gian như vậy. Người đàn ông đầy trách nhiệm. Dạ, đầy trách nhiệm và trải đời. Muốn mình va chạm với đời chứ không muốn mà đời đợi va chạm với mình ha. Để xem cô Phương Hồng sẽ chọn từ khóa gì nói về cháu Đình Linh. Xin mời cô. Theo cô á thì là cô cho cháu Đình Linh một chữ duyên. Duyên, dạ. Duyên dáng nè, duyên số nè, hữu duyên, duyên phận nè, thiên duyên, duyên kỳ ngộ. Đúng. Dạ xin mời cô Phương Hồng. Duyên ở đây có phải là em rất có duyên không ạ? Cháu rất là hiền hòa, dễ thương và tính cách nói chuyện rất là có duyên. Em thích một chàng trai có duyên không? Dạ cũng thích. Thích. Thường một chàng trai có duyên á sẽ kèm theo là hài hước. Dạ. Sẽ kèm theo là luôn luôn muốn tạo cho người khác cái tiếng cười. Tiếng cười và những cái tín hiệu tích cực. Dạ. Và những cái cảm xúc tích cực. Chứ không có thích là mang đến những cái cảm xúc tiêu cực đến cho người nào hết. Dạ. Nhưng mà thường cái người đó nếu mà phỏng đoán nha, là hay giữ cái nỗi buồn cho riêng mình nha. Đúng rồi. Không có muốn lan cái nỗi buồn ra bên ngoài đâu, tại vì sợ người khác buồn lắm. Thì cháu ở nhà mình như thế nào ạ? Buồn dài, dài. À, cháu là kinh doanh. Kinh doanh. Năm nay là 24 tuổi mà cháu rất là giỏi trong kinh doanh. Ăn nói rất là có duyên cho nên bán đắt lắm. Bán cái gì vậy ạ? Kinh doanh điện thoại ạ. Dạ cháu chào bác ạ. Bác cho cháu hỏi là con trai bác là giỏi như thế rồi thì cho cháu hỏi là con trai bác đã có những mối tình nào chưa ạ? Cháu nói là cũng có nhiều cô mà theo cháu, rồi ba mẹ cháu cũng có nói là để kiếm giới thiệu mấy cô thì cháu cũng nằm thinh gật gật vậy thôi. Rồi hôm nay chương trình này cháu được mạn phép đến đây để tìm, nếu mà đủ duyên thì tiến tới luôn. Bác cho cháu hỏi là tiêu chuẩn đòi hỏi có cao không ạ? Cháu cũng không có đòi hỏi gì về vấn đề gì hết, người đủ duyên đến là cháu chịu thôi. Dạ. Dạ. Trời ơi, trên đời này còn có những chàng trai như vậy luôn ha. Vừa có duyên là vừa kinh doanh giỏi mà không có đòi hỏi gì trơn á trời á. Vậy mà còn độc thân. Được ha. Dạ. Biết đâu thưa quý vị, chính vì hai từ nhân duyên tại chương trình này
thì sẽ mang đến nhiều cái mối lương duyên cho những ai thật sự hữu duyên. Thưa quý vị, lần lượt bốn từ khóa thì Phương Hiếu và Tuyền Mập cũng đã được lắng nghe bốn vị phụ huynh của gia đình nhà trai gửi đến cho gia đình nhà gái. Vậy thì bây giờ, một phút suy nghĩ và hỏi ý dành cho nhà gái chúng ta bắt đầu. Bây giờ, xin mời nhà gái hãy cho chúng tôi biết đâu là gia đình mà quý vị rất tiếc phải dừng cuộc chơi tại vòng này. Đó là gia đình số mấy? Số 4. Gia đình số 4 là cô Phương Hồng và cháu trai Đình. Mẹ ơi, hãy cho biết lý do vì sao? Để gia đình số 4 này là cái gì cũng hoàn hảo hết. Khi về thực tế thì có biết hoàn hảo hay không? Thì lúc đó là chưa nắm chắc được. Ý mẹ nói là bạn rất là duyên và bạn kinh doanh giỏi, nhưng mà tại sao bạn vẫn chưa có người yêu? Chắc là mình chưa có một cái cảm giác là an toàn đối với bạn. Mình hơi bị lung lay. Đúng rồi. Mình chưa có cái niềm tin trọn vẹn vào chàng trai này. Thưa chị, đến với nhau, muốn làm vợ chồng với nhau, tất cả mọi sự đều do nhân duyên. Nếu mà gia đình nhà gái cũng không chấm thì có cũng là một cái nhân duyên chưa tới, vậy thôi. Chào đón Đình Linh tại Cho Phép Được Yêu. Xin mời. Nãy giờ là chắc nghe bên nhà gái nhận xét về mình hết rồi đúng không? Dạ. Thường thì chúng ta sẽ nghe theo số đông nhiều hơn. Dạ. Tại vì xã hội này có lẽ làm cho chúng ta cảm thấy là thiếu cái niềm tin một chút xíu vào trong những cái gì đó nó hoàn hảo. Em vừa có duyên nè, em vừa quan tâm tới người khác, làm cho người ta vui nè, kinh doanh giỏi nè, rồi lại không có yêu cầu gì khi chọn người yêu nữa. Dạ, quá dễ dãi rồi. Không phải dễ dãi, nó quá hoàn hảo đi. Dạ. Đúng không? Những điều mà cô nói về em đúng bao nhiêu phần trăm? Và em có cái tật xấu nào không? Dạ, thật ra thì cái hoàn mỹ mà bên nhà gái nói á, với em là cái duyên thôi. Em lại không thích đi tìm kiếm. Dạ. Em không thích sự là mình lên Facebook, mình tìm cô này cô kia, mình thấy phù hợp là mình tới mình tán hay gì đó. Mình hai em. Dạ. Em thích là cái gì là định mệnh. Cái định mệnh là cái duyên á, nó đến mình một cách bất ngờ. Dạ. Mình không biết gì hết, mà nó sẽ là ký ức đẹp cho mình. Thì em suy nghĩ như vậy là nó sẽ là một cái hay trong cuộc sống của mình. Với mình là mình làm người kinh doanh mà, cho nên là mình bận nhiều thứ lắm, bận lo nhiều thứ, cho mình nghĩ cái gì cứ tự nhiên đến đi, nó hay hơn là mình đi tìm. Đi tìm thì chưa chắc gì nó sẽ kết quả tốt hơn là cái định mệnh nó đến. Cái này em nghe bên nhà gái kêu là phải cao là em thấy em bị loại ngay đầu rồi. Bị loại ngay đầu rồi. Trong dù là trong lòng em rất là thích em này. Không có đủ tiêu chuẩn với con gái mình. Không có đủ tiêu chuẩn với con gái mình. Lùng ra. Trời ơi. Thôi rồi, không còn gì phải bàn nữa. Thôi mời cô xuống đây nha. Dạ. Rồi, mời cô xuống đây em. Em chúc cô và Linh có thể tìm được một bạn cái duyên với nhau bình thường hơn. Dạ. Cảm ơn. Nhiều sức khỏe và nhiều may mắn cô và em nhé. Một tràng vỗ tay gửi lời chào đến hai cô cháu ạ. Dạ xin chào. Dạ, xin cảm ơn cô ạ. Phải lựa chọn làm sao đây để sao có qua đi. Có gia đình đều muốn kết duyên. Phải lựa chọn làm sao đây. Cho phép được yêu. Thật tiếc khi phải chia tay với cô Phương Hồng và cháu trai Đình Linh. Đến với vòng 2, thông qua các đoạn video, nhà gái sẽ hiểu hơn về các chàng trai và từ đó lựa chọn những cái tên phù hợp chi tiết với cô nàng giáng tiên. Mời quý vị khán giả cùng đón chờ những điều hấp dẫn tiếp theo. Không chần chờ nữa, hãy hướng mắt lên màn hình để theo dõi mẹ Vân Anh sẽ giới thiệu tiếp về con Đức Duy như thế nào. Xin mời. Duy năm nay 23 tuổi, đang sở hữu một nhà thuốc ở Hà Nội. Ngoài cái việc chính là dược sĩ, còn kinh doanh thêm trên mạng online nữa, bán về quần áo và mỹ phẩm. Tuy nhiên, bạn ấy vẫn muốn thử sức mình trong công việc làm một người mẫu, diễn viên, ca sĩ vì bạn ấy có những cái đam mê. Và bây giờ bạn ấy đã chuyển vào Sài Gòn để thử thách mình trong cái nghề nghiệp mới. Duy thì
rất là mê thể thao. Và bạn ấy thì hàng ngày vẫn tập gym, chạy bộ, lại tập gym trong phòng gym. Bạn Duy ấy thì rất là tình cảm và sống rất là độc lập. Từ đó đến giờ bạn ấy không cần sự hỗ trợ của gia đình. Bạn ấy sở hữu nhà thuốc, tự kiếm ra tiền để trang trải mọi chi phí cho cá nhân. Vì nó quá độc lập cho nên là thỉnh thoảng nó cũng không có chia sẻ những công việc gì với mình hết. Và bạn ấy lúc mà vướng phải những cái khó khăn đó thì bạn ấy là rất là nhõng nhẽo như mèo con ấy. Hay lại gần mẹ rồi khều khều mẹ rồi vuốt vuốt chân mẹ. Sau đó gặng hỏi mãi thì bạn ấy mới nói. Cái đó là theo tôi nghĩ đấy là một cái tật xấu bởi vì không chia sẻ. Cho nên tôi mong muốn là con trai tôi tìm được một bạn gái và cùng chia sẻ những cái lúc khó khăn như vậy để tôi khỏi phải lo lắng sau này khi tôi không còn ở bên cạnh con nữa. Thời đi học phổ thông, bạn ấy có yêu một cô gái cũng rất là sâu nặng với nhau. Nhưng mà sau đó cô gái này theo gia đình sang định cư ở nước ngoài. Một vài năm gần đây thì hình như họ không còn thương nhau nữa. Thực sự là cô gái đó đã ngỏ lời chia tay. Về hình mẫu của con dâu lý tưởng, tôi không có khó khăn gì lắm. Tôi rất thích cô gái mà tự tin năng động. Và đặc biệt là khi cô gái đó yêu thương con trai tôi và con trai yêu thương cô gái đó thì tôi hoàn toàn là tán thành. Và chắc chắn là hai bạn ấy sẽ có một căn hộ riêng cho gia đình tôi tặng cho trong ngày cưới để hai bạn đã được tự do sống với nhau. Con gái à, có Duy một phút thì vui, có Duy mãi mãi thì vui trọn đời. Con xin phép con hỏi cô là em có xác định rằng em đi theo con đường nào chưa? Duy vẫn duy trì nhà thuốc, vẫn kinh doanh, đồng thời Duy theo đuổi thêm cái đam mê của mình nữa. Và bản thân hệ thống nhà thuốc là đã đủ sức để lo cho gia đình chu đáo. Em là một người rất là bận rộn. Liệu như thế em có được thời gian để dành cho người để em yêu, người để em bên cạnh không? Duy thì rất tình cảm. Ngoài những cái công việc hàng ngày á, thì Duy luôn phân chia thời khóa biểu rất là hợp lý và luôn luôn dành một số cái thời gian nhất định cho gia đình, cho anh chị em trong nhà hoặc là cho cha mẹ. Chứ không phải là vì đam mê mà em ra ngoài em đi chơi hoặc là em không về nhà với bố mẹ ăn cơm hoặc là không quan tâm đến công việc của gia đình. Cho nên cái điều này thì gia đình nhà gái hoàn toàn không phải lo. Theo như con nghĩ là bây giờ cái thế hệ trẻ vừa năng động vừa biết kiếm tiền, có một cái kỹ năng rất là tốt và nói chung là rất là khoa học. Nói chung là tuyệt vời rồi. Và đến với đoạn video clip tiếp theo thì không biết là mẹ An Nhiên sẽ nói gì về con trai của mình ạ. Xin mời. Hải Nam của mình năm nay 21 tuổi, bạn đang làm sinh viên năm 2 của Học viện Hàng không. Hải Nam của chúng tôi thì cao 1m8, vóc dáng nói chung là cũng như người mẫu đó. Hải Nam thì có một trái tim rất là ấm áp, có một cái nụ cười rất là tình cảm và có một cái tính cách hơi trầm. Hải Nam là có một cái sở thích trồng trọt nè, có sở thích đi du lịch và rất là mê thể thao. Bạn rất là thích chăm sóc những cái cây bé bé con á, là chăm sóc từng ngày luôn, tức là để ý xem nó lớn lên như thế nào và nó trổ ra những cái hoa, những cái lá là đều đến tâm sự với mẹ hết. Thành ra bạn nó muốn trong tương lai sẽ mở một cái quán cà phê sân vườn, trong đó sẽ trồng hoa hoặc là trồng những cái tiểu cảnh để cho mọi người đến cùng trao đổi những cái niềm vui và cái sở thích với mình. Khi mà có con dâu á, thì tôi mong muốn là cô con dâu đó sẽ trở thành một người bạn của tôi, sẽ cùng tôi đi mua sắm, thậm chí là có sở thích đi ăn chung với mẹ chồng mà ăn những quán vỉa hè hoặc là đi uống trà sữa. Tôi muốn thiết lập một mối quan hệ với con dâu là một mối quan hệ bình đẳng và thấu hiểu. Cô gái xinh đẹp ơi, hãy đến với con trai của mẹ. Ngoài Hải Nam ra, con có thể là sẽ có thêm một người bạn là mẹ nữa thì sao? Vì yêu con, Nam sẵn sàng tuyên bố bờ vai này sẽ là thành trì kiên cố. Khi cho cháu hỏi những cái tính trầm như thế thì thường cháu có hay chia sẻ những cái gì trong cuộc sống với cô không ạ? Hay là sống kiểu nội tâm quá không ạ? Bạn trầm thôi, tức là trầm tính thôi chứ không phải là trầm cảm. Nói chung là cũng là con người năng động nhưng mà chỉ ít nói thôi, tức là hơi trầm một chút xíu thôi. Thật ra có cái gu này nha, cái người trầm này là cái
dạng trầm không thích thể hiện ra bên ngoài, thậm chí là bạn có thể đi vui, đi chơi, đi vô búp vào bar nghe nhạc đen sôi động, nhưng mà chỉ là bạn ít có tương tác với mọi người như cách những người khác tương tác thôi. Yeah. Là có cái kiểu người này, chứ không phải là bạn trầm cứ là trầm khép kín, trầm xa lánh xã hội hay là trầm cảm chẳng hạn, là không phải. Cái đó là trầm u uất, còn cái trầm này là trầm nhưng vẫn sôi nổi, vẫn trẻ trung. Bây giờ không chờ đợi lâu hơn nữa, hãy theo dõi đoạn video clip còn lại mà ba Minh Nhuận sẽ giới thiệu về con trai Phong Hào. Xin mời. Phong Hào năm nay đang học trường đại học quốc gia âm nhạc năm cuối. Nó cũng thích đi làm và tham gia các bộ phim ngắn trên YouTube đó. Cho nên là đến đi sớm về muộn thì công việc đó mà đóng phim mà diễn viên mà, cho nên là cái giờ giấc đó là nó không có ổn gì mấy đó. Cái dáng vóc của nó đó thì con thước 7, ảnh rồi người, ảnh có 65kg. Mà ảnh có cái là rất là khỏe, vì ảnh chơi thể thao nè, rồi ảnh ăn uống nhiều chất dinh dưỡng. Cái sở thích của nó đó là thích đi phượt, cứ là một tháng vậy là nó đi hết gần nửa tháng rồi, đi với bạn bè. Và anh trai á cũng thích đi chơi gym nè. Nói chung thì cái môn thể thao á thì con trai tôi nó rất là thích. Phong Hào có cái tật như vậy nè, là ngủ nướng, ba ngày ngủ nướng, cho nên là mỗi lần mà kêu phải chờ hao giờ, ví dụ 7 giờ sáng dậy rồi, lập đồng chuẩn bị mình trừ hao một tiếng một, anh nướng qua nướng lại. Tôi chỉ mong cho nó có một bạn gái phù hợp với nó và biết quan tâm chồng con, biết tôn trọng tất cả mọi người xung quanh. Bác hỏi con gái nha, con gái thích đi phượt không? Nếu mà con gái thích đi phượt ngắm cảnh hay là thế này nọ đó, thì xe của con trai của chú có một cái chỗ trống nè, đang chờ con dâu tương lai đó. Hai đứa mà đi phượt đó, thì rất là dễ thương. Con gái à, cuộc hành trình của Phong Hào rất dài. Con có muốn tình nguyện là người bạn đồng hành cùng Phong Hào tới những vùng đất mới không? Cho cháu hỏi là bạn là thứ mấy trong gia đình ấy? Nhà có mấy anh em á? Có một đứa, có một, con một. Bác cho cháu hỏi bác có đặt nặng cái vấn đề, ví dụ con dâu bác là phải tiêu chuẩn như thế nào không ạ? Rồi học thức thế nào, tính cách thế nào không ạ? Nói về vấn đề nói chung nha, học thức, tướng mạo vóc dáng và tính cách làm việc. Nếu mà so về do bên đàn gái thôi, như hiện tại thì con trai tôi nó cỡ như vậy thôi, mà bên đàn gái thì cao lắm. Cho nên giờ tôi không biết sao, do bên đàn gái chọn lựa thôi chứ. Cũng là chia sẻ rất là chân tình từ chú. Dạ, Hiếu thật sự phải hỏi gia đình nhà gái một câu, cái chiều cao nó có thật sự quan trọng đến mức độ như vậy không trong tình yêu? Theo em ấy thì nó cũng không quan trọng cho lắm, nhưng mà 50-50. Còn tùy vào các bạn nữa, nếu các bạn có duyên hay là có tình cảm thì hai bên ok thì là nó là không quan trọng. Con có câu hỏi là con muốn biết là cái chốt là em thi xong đại học, học xong rồi em đã có chỗ để làm việc chưa? Cái em đang chạy Grab đó thì nó chỉ là trong một cái thời điểm cố định hay là chỉ là cái thời điểm tạm thời thôi? Nhưng mà nếu hiện tại bây giờ mà cứ chạy Grab như thế thì nó cũng hơi vất vả cho em. Thí dụ mà ra trường thì chắc chắn là em nó phải tìm cái chỗ mà nó ổn tại cái tương lai mà. Nhưng mà chuyên về thanh nhạc. Dạ, em nó còn học, nó chưa có đi xin việc ạ. Cho nên là rất là khó để biết tương lai em sẽ làm ở đâu hay là em sẽ chọn nơi nào. Dạ, thì tức là em đang cố gắng hoàn thiện cái năm cuối việc học của mình, hoàn thiện cái kỹ năng tốt nhất của mình để có thể tìm một cái công việc liên quan đến cái nghề mà em học. Để bây giờ một phút suy nghĩ dành cho nhà gái bắt đầu. Bây giờ hãy cùng xem nhà gái sẽ đưa ra quyết định như thế nào. Hãy cho chúng tôi biết. Gia đình mà quý vị lựa chọn dừng cuộc chơi tại đây là gia đình số mấy? Số 2. Số 2 là gia đình của mẹ An Nhiên và em Hải Nam. Và cái này có phải là lý do vì... Lý do gì chị ấy nói quá mập mờ, không hiểu được tánh tình con trai. Rối quá lo gỡ rối không được, cho nên thôi loại đi cho khỏi rối. Vậy thì ngay bây giờ, chào đón Hải Nam tại sân khấu Cho Phép Được Yêu. Cho phép.
nhà gái coi có xứng không ạ? Xứng không ạ? Dạ xứng phải không ạ? Chấp luôn đôi guốc đó. Em thấy như thế nào? Thật sự em đến đây là em cũng thích bạn này. Cũng thích bạn đúng không? Đúng rồi ạ. Vừa xinh xắn, rèn luyện giữ gìn body sắc vóc rất là đẹp, làn da rất là mịn màng, đúng không? Mà bây giờ gia đình nữ loại như vậy rồi thì có bất bình hay không bất bình, em đồng ý hay không đồng ý? Em đồng ý, tại vì em nghĩ đây là chỉ là một cái có duyên thì đến, không duyên thì đi thôi ạ. Khi gia đình mình thấy chàng trai này đi ra với thần thái này, với vóc dáng này và nụ cười ánh mắt này và những lời nói này thì thấy như thế nào ạ? Rất là tiếc ạ. Mẹ có tiếc không mẹ? Tiếc, nhưng mà mẹ bên chàng trai đó thử thách quá, thử bên nhà gái hơi sợ. Hơi sợ thành thử không dám chọn. Cũng đúng thôi ạ. Thôi không sao hết, mình nghe được những lời đó là mình cảm thấy mình cũng xứng đáng đồng tiền bát gạo rồi. Thôi mời mẹ xuống đây. Chúc cho mẹ và em gặp nhiều may mắn. Và với cậu con trai như thế này thì chắc chắn cái nàng dâu sau này của mẹ sẽ tuyệt vời. Dạ, vậy nhá. Rồi, một tràng pháo tay để gửi lời chào đến hai mẹ con. Phải lựa chọn làm sao đây, yeah. Sao con qua đi, con gia đình đều muốn kết duyên. Phải lựa chọn làm sao đây, cho phép được yêu. Xin chia buồn với chàng soái ca Hải Nam và chúc mừng hai chàng trai Đức Duy, Phong Hào. Liệu rằng ai trong hai chàng trai này sẽ chinh phục được trái tim của người mẹ vợ khó tính? Hãy cùng bước vào vòng quyết định đầy gay cấn. Thưa quý vị, hãy gặp gỡ ngay với em Đức Duy, con của mẹ Vân Anh. Let's go. Thời gian dành cho hai em bắt đầu. Không biết là bạn là con trai thứ mấy trong nhà ha? Trong nhà mình thì có hai chị em, có một chị gái nữa và có mình là em thứ hai. À, vậy là quê của bạn là gốc Hà Nội luôn? Đúng rồi, mình từ Hà Nội vào đây. À, nếu mà ở Hà Nội thì gia đình bạn có gia trưởng không? À không, ở Hà Nội thì mình không hề gia trưởng. Như mẹ mình có nói là ngoài cái công việc là mình quản lý cái chuỗi cửa hàng của gia đình thì mình còn rất là đam mê những cái ngành giải trí. Và chính vì vậy mà mình đã tìm kiếm cơ hội vào thành phố Hồ Chí Minh để cho bản thân mình nhiều cơ hội hơn. Và chính vì vậy mình có cái tư tưởng rất là mới, rất là hiện đại ấy. Cho nên chắc chắn là không gia trưởng. Và không phải trai Hà Nội nào thì cũng gia trưởng đâu nha. Như bố mẹ bên mình đã nói á, thì cái chiều cao rất là quan trọng trong một cái mối quan hệ. Tại vì là nhiều khi mọi người cái tư tưởng cũ là muốn môn đăng hộ đối ấy. Tức là muốn là thường là con trai phải cao hơn con gái một chút. Thì theo Giáng Tiên thì Giáng Tiên nghĩ là trong một cái chuyện tình cảm thì cái yếu tố gì là quan trọng nhất, là hình thức hay là về cái sự thông cảm, thấu hiểu giữa hai người? Thật ra là khi mà tìm hiểu một mối quan hệ thì cái sự đồng cảm, thấu hiểu cũng như là tính cách hòa hợp nhau thì nó quan trọng hơn. Thật ra mình cũng nghĩ như vậy đấy. Mình nghĩ là thật ra với một người đẹp như Giáng Tiên như này mà Giáng Tiên còn không ngại thì chắc là không có lý do mình phải ngại. Cảm ơn bạn. Cảm ơn Giáng Tiên rất nhiều. Cho phép được yêu. Và bây giờ tiếp theo chúng ta sẽ mời cậu trai tên là Phong Hào, con của bố Minh Nhuận ạ. Xin mời. Thời gian bắt đầu. Gia đình bạn là bao nhiêu người con? Mình là một con một, như bố nói. À, con một. Và thường xuyên có về thăm gia đình không? Thì mình cũng hay đi phượt đi đây đó thì chắc chắn sẽ về nhà thường xuyên. Mình nghe nói là bạn làm nửa tháng là phượt một lần đúng không? Chung là lâu lâu có cơ hội gì đó thì mình sẽ tìm kiếm những cái điều mới lạ thôi. Vậy là bạn là một người thích tìm kiếm những cái mới lạ cũng như khám phá những điều xung quanh. Đúng rồi. Bạn có đi tập môn thêm thể thao gì không? Mình thì chơi thể thao thì cũng gọi là mình có năng khiếu một chút. Nhưng mà trừ môn bơi lội lên thì mình không chơi được. À, sao vậy? Không biết bơi. Là bạn quê ở đâu? Mình là quê Phan Thiết. Da của mình nó sẽ ngâm chứ không có trắng. Thì mình cũng bình thường, mình đi dân đi phượt thì mình cũng đi chạy xe thì mình cũng vậy thôi à. Bạn có thích mình không?
Cái câu này là mình sẽ trả lời sao ha? Ok. Cho phép được yêu. Và kính thưa quý vị, thì bây giờ sẽ là cái thời khắc quan trọng nhất. Và luôn luôn anh em chúng tôi bị tách rời ra trong cái giây phút này. Đó là giây phút trình báu vật. Vật. Để xem gia đình của mẹ Vân Anh và em Đức Duy sẽ mang báu vật gì. Xin mời báu vật lên sân khấu. Đây. Wow, anh ơi, sao em thấy nó không có gì luôn á. Nó không có gì luôn á. Cái gì càng nhỏ thì càng to. Ê, chua. Cái gì vậy? À, anh đụng phải nhựa. Nó có lạnh không? À, nó bao bọc bởi một cái lớp mềm mềm nha. À, nó có một cái nút. Nút? Chìa khóa xe ô tô. Mở ra Đình Hiếu ơi. Cơn đường xuống. Bấm. Hình giống cái cửa ô tô mà tích quá vậy ta. Thế là chìa khóa một cái xe hơi ạ. Trời ơi, thiệt luôn á. Trời ơi, thiệt á. Em ơi, chị giá như chị còn còn trẻ. Dạ, thật xin lỗi gia đình nhà trai vì... điều kiện sân khấu không cho phép cho nên là không được lái ô tô lên sân khấu ạ. Mẹ thì rất là cưng con trai. Và riêng về quan hệ mẹ chồng với con dâu thì con gái của chị rất là yên tâm về mẹ chồng. Mình thì luôn luôn muốn hướng tới là các cháu phải yêu nhau, thương nhau và lo cho nhau. Nên là mình đã lo một căn hộ ở riêng. Và cái món quà này sẽ dùng để đưa đón cháu đi chơi, đi làm, đi công việc hàng ngày để tránh mưa, tránh nắng. Toàn thể gia đình nhà gái sẽ có thể yên tâm về cuộc sống của cô dâu sau này với bên gia đình nhà trai. Liệu rằng trước những sự cam kết về một cuộc sống sau này viên mãn và đủ đầy dành cho hai con, thì báu vật mà nhà trai mang đến giữa bố Minh Nhuận và em Phong Hào đó là gì? Mời báu vật của gia đình số 2. Let's go. Rồi đó, đó. À, như ý em muốn nè. Dạ ngon. Dạ. À. À. Anh ơi, tháo ra đi, con còn cái tay không? À, nó cứng. À, nó có một cái sợi dây nhỉ. Cà men. Anh chỉ biết nó tròn ở trên thôi. Cái gáo múc nước. Và đó chính là. Là gì nào? Cái giá trị á, còn tiền á thì nó là rất là ít, nhưng mà nói về một cái giá trị về con người á rất là quan trọng. Ví dụ như con trai tôi mời gái nữ đi phượt cái đâu đó thì dùng cái nón này bảo vệ cho nàng là thiết yếu nhất, vì sức khỏe là quan trọng, tiền mua không mua được sức khỏe. Rất tuyệt vời. Cho phép được yêu. Ngay bây giờ sẽ là màn đối chất và tranh luận giữa hai gia đình. Phần tranh luận bắt đầu, xin mời. Dạ, kính thưa nhà gái, không nên chọn gia đình bên đây. Tôi nhận thấy là bên đó bạn này sắp sửa tốt nghiệp ra trường, chưa có đủ nền tảng về kinh tế, tài chính để đảm bảo cuộc sống cho con gái của quý vị. Tôi cũng chưa rõ được là hoàn cảnh gia đình bên đó như thế nào, con gái khi về để không phải chịu cảnh làm dâu. Riêng bên gia đình tôi thì tôi rất là hiện đại, tôi là một mẹ chồng kiểu mới. Tôi sẽ hoàn toàn cho các con ở riêng. Tôi không đụng chạm gì tới hay là can dự gì tới những cái chuyện của các cháu, miễn là các cháu thương yêu nhau và ở với nhau, sinh hoạt với nhau và lo cho nhau để tôi được yên tâm, tĩnh dưỡng khi tôi tuổi già, tôi đi chơi. Nếu như cháu đây mà về làm dâu nhà này thì ngoài những vấn đề đã nói ở vòng 1 và vòng 2 là đầy đủ về kinh tế tài chính, thì con trai tôi rất là tình cảm và cháu sẽ có thể lo lắng chu đáo cho con gái. Thế nên tôi nghĩ rằng là con gái nên chọn con trai của cô. Cái thực tế là vật chất thì có rồi đó, nhưng mà trong vấn đề mà anh chàng này có thể đảm bảo được cái hạnh phúc lâu dài hay không. Em xin tiếp lời bố. Dạ. Cơ sở vật chất bây giờ là của cô có sẵn, em thì là tay trắng làm lên. Có thể sau này em có thể là làm những thành tựu nó nổi bật hơn sao?
chưa chắc bên kia đã làm lại. Có nhiều cái tư tưởng họ không có một cái quan điểm nào nhất định, họ mong lung lắm, họ chỉ có tiền thôi. Có tiền thì được gì, có được sức khỏe hay không? Bên đấy tặng cho con một cái của gọi là của hồi môn, là một cái nón bảo hiểm để đi chơi, để đi phượt. Nhưng mà nghĩ sao? Nghĩ sao là nếu như mà con đi trên cái xe hơi, con có thể đi từ đầu Việt Nam đến Móng Cái, đến mũi Cà Mau mà không mưa không nắng. Mà con có thể sung sướng nếu như là chồng con sẽ có được tiền để mà đi vào nhà hàng, đi vào khách sạn ăn sung mặc sướng, chứ không phải đi phượt ở ngoài trời mưa ngoài nắng. Các cô gái bây giờ mà hiện đại chắc chắn là thích cái điều đó hơn. Cô có nhớ cái câu ở đâu đó nó nói trên mạng đó là thà ngồi trong xe hơi mà khóc còn hơn là ngồi trên cái xe đạp mà cười đấy. Cô nghĩ như thế á. Thành ra là cô nghĩ là con nên suy nghĩ lại cái vấn đề này. Thứ nhất này, bên này có nói là bên nhà con là có điều kiện nhưng mà chưa chắc đã quan tâm được đến dáng tiên. Nhưng mà thực ra không phải vậy. Nếu như mà bên nhà con không quan tâm thì cả nhà con đã không ai theo ngành y dược cả. Yeah. Tất cả những cái đó là đều phải xuất phát từ cái tâm. Không ai làm cái nghề này mà lại không có tâm. Thứ hai là có một câu nói là trên đời có hai thứ không được bỏ lỡ. Thứ nhất là người yêu thương mình thật lòng, và thứ hai là chuyến xe đưa mình về đến cuối cùng của cái nhà. Ngày hôm nay đến đây nhá, là lần đầu tiên gặp Giáng Tiên. Con không thể nói trước được một điều gì là Giáng Tiên có phải là cái người thật lòng với con hay không, hay con liệu đã có tình cảm với Giáng Tiên hay chưa. Nhưng chắc chắn con không bao giờ để cho Giáng Tiên phải đợi một chuyến xe nào cả, vì chuyến xe là nhà con đã chủ động với tất cả những cái đó rồi. Thứ hai, nếu như con so sánh bản thân con với lại bạn Hào ở bên này thì cả hai đứa, thứ nhất là đều vừa mới tốt nghiệp ra trường, cái thứ hai là cả hai đều đam mê nghệ thuật. Nhưng mà cái vấn đề ở chỗ là hiện tại thì là bên Hào vẫn còn đang suy nghĩ trên cái quãng đường là không biết là cái công việc thực sự của mình có ổn định hay không. Còn ở về phía con thì ngoài việc con đam mê nghệ thuật ra thì cái mà con rất quan tâm đó chính là sự nghiệp. Con rất thực tế, chính vì vậy là con không chỉ có đâm đầu theo nghệ thuật mà con vẫn quản lý cái cơ ngơi của gia đình. Không phải là con ỷ lại vào gia đình nha, mà cái đấy là cái rất thực tế. Con muốn là khi mà con đến với một cô gái nào đó thì hai người chỉ được yêu nhau thôi. Tất cả những cái bên ngoài nó sẽ làm ảnh hưởng đến cái tình cảm của mình. Cho nên vật chất không phải là thứ quan trọng nhất, nhưng mà vật chất sẽ làm cho tất cả các thứ khác trở nên quan trọng hơn. Dạ. Gia đình nhà mình là gia đình truyền thống về ngành y, cho nên riêng cái mặt sức khỏe của Giáng Tiên là sẽ chắc chắn được đảm bảo. Sức khỏe và sắc đẹp, các cô gái nào cũng quan tâm điều đó. Cho nên là mẹ nghĩ là Giáng Tiên về với nhà chúng ta thì rất là phù hợp. Nhưng mà đâu phải nói gì tiền là cái gì tất cả đâu. Cái gì phải lâu dài, nó rất là bền bỉ. Con trai của chị, con trai tôi thì so hai người, hai đứa đó, thằng này nó có bản lãnh hơn. Bản lãnh thì sao? Nó tự bản thân nó đi kiếm tiền, nó không cần tới cha mẹ nó tự bản lãnh á. Chị nói cái gì cũng vì tiền, đâu phải là vì tiền mà làm được hết tất cả và hạnh phúc đâu. Là chị lấy tiền mà để đè người sao? Cái quan điểm của bạn nói thì em thấy là bạn vẫn chưa có một cái gì xác định. Bạn thích nghệ thuật, trong gia đình bạn có ngành dược, bạn vẫn muốn làm theo ngành dược. Chưa chắc gì là bạn đã hoàn thành tốt nhiều cái hơn. Và bạn đam mê nghệ thuật, chưa chắc gì bạn đã dấn thân sâu hơn con đường đó. Có thể nó mông lung sau này, nhưng em không. Em đã xác định từ lúc em theo đuổi đam mê này, từ lúc nhỏ cho tới bây giờ và hiện tại em đang làm cái gì. Em ra trường và em xin đi dạy, em sẽ lấy tiền đó theo đuổi cái đam mê của mình. Thứ hai là em muốn tự cái đồng tiền của mình làm nên, không dựa vào gia đình. Nên em quyết tâm chạy xe để em tìm kiếm những thứ mới hơn. Còn bạn được cái gì? Bạn chỉ là trong một cái khuôn khổ của gia đình thôi. Chưa chắc với bạn hơn em. Cái chuyện xe sau này chưa ai nói được gì đâu. Có thể là em sẽ mua xe bự hơn lại thì sao? Dạ. Đúng. Bạn Hào có nói là cái cơ ngơi của nhà em là chỉ khuôn khổ nhà em thôi. Thì thực tế là đầu tiên chỉ là một hiệu thuốc của mẹ em, sau đó là toàn bộ là về phần dược là em làm, còn mẹ em là hoàn toàn là về phần y. Tất cả các cái chuỗi là đều do em đứng tên và do em đứng ra quản lý tất cả những cái đó. Và em nghĩ là ngày hôm nay bạn Giáng Tiên đến đây, bạn Giáng Tiên ý thức được là mình đẹp như vậy, thì chắc chắn là bạn Giáng Tiên sẽ không chỉ nhìn vào cái ngoại hình của em là thấp hay là của em là có thể là hạn chế, mà bạn Giáng Tiên sẽ nhìn vào cái chiều cao về trí tuệ và cái chiều cao về cái tấm lòng của em. Em theo đuổi đam mê nhưng mà em vẫn sắp xếp một cái công việc ổn định bên ngoài. Chính vì vậy mà mình cần có một cái nền tảng sẵn sàng, và em tin là bạn Tiên cũng như vậy. Và bạn Tiên cũng không phải là con lấy bạn Tiên về để mà bạn Tiên nào chỉ là nối dõi tông đường cho con. Cái điều đấy thì thực sự là nó quá là cổ hủ. Cho nên là cái vấn đề là con chỉ muốn là hai đứa đến với nhau, tìm hiểu nhau và yêu nhau một cách chân thành nhất, và không có một cái bất kỳ cái vấn đề gì về vật chất có thể làm ảnh hưởng cả. Mà em muốn là những cái điều tốt đẹp nhất sẽ đến với cả người con gái của mình. Bác nói với con nha. Dạ. Con có cam kết là đem cái hạnh phúc lợi cho bên nhà gái không? Cái công việc của con nè, nó dày đặc rồi, không có thời gian nào mà để cho con mà có một cái ngày chủ nhật, ngày thứ bảy chở vợ con đi tắm biển hay đi đâu đó đi chơi, để chi? Trong tuần lễ thì có một ngày để giải trí, cái đó là cái hạnh phúc. Cam kết ngày hôm nay thì con chắc chắn là bạn Hào nhà bác cũng chưa thể nói trước được điều gì. Cái gu của bạn không phải là bạn. Yes, có thể tương lai sau này mình có thể là làm có tiền nó khác. Bạn bây giờ có một nền tảng rất tốt, mình rất là tôn trọng bạn, mình cũng ước ao được như bạn.
Nhưng không, mình rất là muốn tự lập. Còn ru của bạn ấy là một người cao. So với mình thì mình không cao lắm, nhưng mình cũng cao được hơn 1m7. Bạn không có đủ tiêu chuẩn, nên là bạn đi về là đúng rồi. Dáng tiên nghĩa là gì? Là tiên dáng trần. Tiên dáng trần thì không thể nào ngồi xe ôm được hết, phải là ngồi xe hơi, ngồi 4 bánh. Không cô, xe hơi có thể mua sau cô cho ơi. Cho nên nếu thế thì cố chờ được khoảng 10-15 năm nữa thì dáng tiên sẽ chờ. Thì lúc đó thì... Nhưng mà con gái thì có thì đúng không ạ? Con gái thì có thì. Con thì có lứa thôi, không thể chờ được đâu con. Nếu nói như vậy, chị lấy cái đồng tiền của cải ra chị phe. Rồi, chúng tôi xin rút luôn, rút luôn. Hả? Sao ạ? Sao những sự cố gắng nãy giờ gia đình mình rút lui? Nó nói đây thôi, nhưng mà về phía đàn gái cho xin ý kiến. Dạ thưa, không cần nhà gái phải lên tiếng. Mình đã đến đây chơi, mình đã đến đây tìm kiếm tình yêu và tìm kiếm hạnh phúc cho con của mình. Không phải mình muốn rút là rút. Về nguyên tắc của chương trình, không đồng ý cho chú rút lui, mà phải do nhà gái quyết định cuối cùng. Cho phép được yêu. Bây giờ, nhà gái hãy hết sức bình tĩnh và suy nghĩ để đưa ra câu trả lời cho chúng tôi rằng giữa Đức Duy và Phong Hào, đâu là chàng trai mà gia đình cho phép được yêu? Là chú... Là chú Ba. Xin chúc mừng Phong Hào, con của Bốn Minh Nguyễn. Như vậy là chiếc xe tiền tỷ của chúng tôi không có cơ hội nổ máy để rước nàng dâu này về. Nhưng liệu rằng cô gái này có lựa chọn sự vươn lên, nỗ lực chứ không phải là vật chất được trải chiếu hoa sẵn mà đón về hay không? Hãy cùng đếm và cùng hồi hộp chờ đợi nha. 1 2 3. Dạ mời ba xuống đây luôn ạ. Dạ mời chú ạ. Cũng rất là hồi hộp á. Dạ. Hợp từng cm gì đó ha. Hợp từng cm luôn ạ. Cm. Hồi hộp anh nói ra lời luôn. Từ từ chờ bên đàn gái trả lời một câu. Giống như là mình không tả nổi luôn. Mừng quá chứ mừng luôn. Mừng quá phải không ạ? Mừng quá luôn. Nhưng ba ơi, nếu như con nói vì lúc nãy do ba xin rút lui nên màn tái hợp này không thành thì sao ạ? Thì đó hồi nãy là cũng nói cái đó là tạm thời vậy thôi, nhưng mà nói bên phía đàn gái nữa. Mà thí dụ mà công nhận ba lật như bánh tráng vậy. Và em có cái thắc mắc rõ ràng nha, không biết là lý do làm sao mà gia đình mình có thể mà đặt niềm tin vào một người mà mình có thể mình không biết được là tương lai họ như thế nào. Đó là bên nhà gái cũng đầy đủ, không có thiếu cái gì hết. Thành thử bây giờ là muốn con gái mình chọn một tương lai thì phải chọn cái nỗ lực phấn đấu để đi hết cuối đường dài, không có ham địa vị mà ngồi trên chiếc xe hơi mà để khóc. Vâng, và rất tiếc phải chia tay với mẹ Vân Anh và em Đức Duy. Những tư duy rất hiện đại, rất cởi mở và rất thẳng thắn nhìn vào những giá trị thực tế của cuộc sống. Đó cũng là một quan điểm đáng hoan nghênh trong thời buổi hiện đại ngày nay. Rất tiếc phải chào tạm biệt mẹ và chúc mẹ nhiều sức khỏe cũng như em sẽ tìm được một nửa ưng ý của đời mình. Cảm ơn mẹ. Bây giờ xin mời gia đình nhà gái xuống sân khấu nhé. Hiện tại bây giờ thì mình chưa có gì, không hứa cuộc sống sẽ sang giàu, nhưng mà mình sẽ cố gắng từng ngày để đem lại những cái gì nó hạnh phúc nhất. Bạn muốn đi đâu mình sẽ đưa đi hết tất cả những con đường, và mình sẽ cùng nhau thực hiện những cái ước mơ có tất cả và có chúng ta. Dạ ôm đi. Hold on to hope, don't let go, don't give up this rest for your weary. Oh.
Có lẽ ngày hôm nay là một số hết sức thú vị với những quan điểm đầy tính nhân văn và rất thực tế gửi đến cho quý vị khán giả đang theo dõi Cho Phép Được Yêu. Hy vọng rằng quý vị không quên khung giờ phát sóng của chương trình. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Sunrise Media thực hiện, và khung giờ phát sóng đó chính là 22 giờ tối thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Cao su tham thớp mỏng hơn để gần nhau hơn. Bao cao su tham thớp mỏng hơn để gần nhau hơn. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.